Thưa quý vị và các bạn, với người sản xuất nông nghiệp, trước đây thì tầng cây bụi, thảm cỏ được xem là yếu tố bất lợi trong vườn cây nên thường bị xem là cỏ dại và phải loại trừ. Nhưng ít ai biết rằng bản thân nó cũng có nhiều lợi ích. Lúc đầu thì nó là cỏ thôi, nhưng không biết ai đó rồi mà tự nhiên nó trở thành từ cỏ dại. Chứ cỏ nó dại, nó khôn thì cũng là cỏ. Và trong cái quan điểm thì chúng tôi cho rằng chúng ta dùng thuật ngữ là thảm cỏ che phủ thì phù hợp hơn. Vì tính cái từ cỏ dại nó manh nha, nó tạo ra cái tâm lý muốn hủy diệt. Những năm gần đây, nhiều nông dân đã thay đổi tập quán, không còn tận diệt cỏ, phun hóa chất diệt cỏ như trước đây. Bà con đã dần nhận thấy những lợi ích của việc duy trì thảm cỏ trong vườn và áp dụng các biện pháp quản lý cỏ trong vườn. Tuy nhiên, quản lý thảm cỏ ở độ cao như thế nào để phát huy được lợi ích mà thảm phủ mặt đất đem lại, không phải nhà nông nào cũng nắm rõ. Bà con quản lý thảm phủ, thảm cỏ ở cái mức độ phù hợp, tức là không thấp hơn 5cm nhưng không cao hơn 50cm là một cái ngưỡng hợp lý. Và cỏ không già, cỏ hạt thì nó sẽ ổn. Và điều không thể không nhắc là cỏ là nhân tố quyết định của tái sinh cảnh quan. Cho nên một vườn không giữ được thảm phủ thì vườn đó không thể sản xuất bền vững về mặt tái sinh cảnh quan. Và lần lần nó suy thoái và chúng ta buộc phải dẫn đến đầu tư hóa chất nhiều và chịu đựng những cái rủi ro. Để phát triển nông nghiệp bền vững và hiệu quả thì việc bảo vệ đất là vấn đề hết sức quan trọng. Biện pháp che phủ cho đất trồng bằng thảm cỏ là một trong những biện pháp hiệu quả hướng đến canh tác vườn cảnh quan đa tầng tán, mô phỏng hệ sinh thái rừng trong tự nhiên cho các cây trong vườn.